không ai thích là mình bỏ con gà anh ta. Dục cái lại đó là dẹp dẹp ra là lụm cá bự thấy này luôn Hiền. Dục qua hầm thấy nó trước đi. Để cá bự hồi nó nghẹt. Dẹ cá bự kìa. Nắm cái đuôi cho nó rồi. Cá ba cũng vậy cầm đó. Đó. Cá này lấy bò hả? Đẩy lên đẩy đi trên bụng. Né nha. Thôi. Thì còn bự nữa kìa. Vậy mà nó lại cào không bằng cái tư tưởng, nó không dám lại cái tư tưởng. Cái tưởng cắt 6-7 kg quá. Vậy đó, tạm vậy đó nghe. Rồi vô cá heo nó phải bao nhiêu biết hả? Cá đâu muốn biết nói chuyện. Không có
Ôi, bình tĩnh. Bình tĩnh mà gung. Đéo đi. Rồi, cho nó nổi không thôi. Ừ, được, được. Để trên hai giò. Rồi, để anh đâm đùi tao.